Trong thời gian gần đây, thì người dân ở phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định đang xôn xao về trường hợp cháu Võ Thành Nam 4 tuổi ở khu phố Lại Khánh, phường Hoài Đức. Tuy chưa đi học, nói chưa rõ từ, nhưng tự biết đọc thành thạo tiếng Việt, thậm chí là đọc được cả tiếng Anh. Ông Võ Văn Thông là ông ngoại cháu Võ Thành Nam, sinh ngày 12 tháng 6 năm 2018. Cách đây gần một năm, khi đang chơi cùng ông bà ngoại và hàng xóm, thì cháu Nam bất ngờ cầm bao thuốc lá rồi đọc dòng chữ hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Không chỉ đọc các chữ tiếng Việt mà cháu Nam còn đọc được các chữ tiếng Anh ghi ngày tháng trên tờ lịch. Cháu đọc các chữ không có dấu rất trôi chảy, còn các chữ có dấu đọc khó khăn hơn. Chính quyền địa phương đến nhà cháu kiểm tra xác minh, tìm hiểu nguyện vọng của gia đình, sau đó sẽ tìm hướng giúp đỡ phù hợp.